Ăn sô-cô-la có bị mất ngủ không? Trước khi giải đáp thắc mắc ấy, thì bạn phải biết rằng sô-cô-la vốn là một hỗn hợp của cacao và bơ cacao. Ngoài ra, để tăng phần thơm ngon cho khẩu vị, chúng còn được thêm vào sữa, đường và các chất phụ gia khác. Không chỉ được biết tới với dạng viên hay thỏi, sô-cô-la còn được sản xuất dưới rất nhiều dạng khác nhau, hấp dẫn những tín đồ mê đồ ngọt. Sở dĩ ăn sô-cô-la bị mất ngủ là vì chứa rất nhiều tyrosine. Khi được nạp vào cơ thể, tyrosine sẽ tự động chuyển hóa thành chất kích thích dopamine. Chất này chính là hung thủ gây ra mất ngủ bởi nó khiến cho bạn luôn cảm thấy tỉnh táo, hưng phấn vào ban đêm và từ đó bạn không thể ngủ được. Đối với những ai yêu thích, thậm chí là nghiện sô-cô-la, bạn hãy ghi nhớ những điều sau đây nhé. Bởi vì một thanh sô-cô-la đen theo bản tính calo chuẩn có tới gần 400 calo nên khi sử dụng, bạn cần phải chú ý cân bằng năng lượng mình nạp vào cơ thể. Nếu bạn muốn ăn 1/2 thanh một ngày thì bạn phải cân bằng 200 calo bằng cách ăn ít hơn một loại thực phẩm khác. Gợi ý cho bạn là hãy hạn chế các loại đồ ăn ngọt, ăn vặt khác chẳng hạn. Ưu tiên chọn dùng sô-cô-la trắng thay vì sô-cô-la đen. Trong sô-cô-la đen có chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn các loại khác. Tránh dùng chung sô-cô-la và sữa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một ly sữa uống cùng với sô-cô-la có thể gây ra việc cơ thể hấp thụ kém các chất oxy hóa. Nên uống sô-cô-la nóng một tiếng đồng hồ sau bữa ăn hàng ngày. Việc này giúp da bạn được cải thiện tình trạng khô, mất nước. Không nên ăn sô-cô-la sau 7 giờ tối, đây là cách để bạn tránh bị thao thức khó ngủ về đêm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một người khỏe mạnh bình thường chỉ cần tiêu thụ khoảng 30g sô-cô-la đen, ưu tiên sô-cô-la nguyên chất mỗi ngày và đừng ăn quá 4 lần mỗi tuần. Ngoài ra, người ta khuyên không nên ăn một lượng lớn sô-cô-la mà nên chia thành nhiều viên nhỏ. Điều này có lợi trong việc hỗ trợ giảm cân, tạo cảm giác no bụng cho dạ dày. Không chỉ ăn sô-cô-la sẽ bị mất ngủ, mà thiếu vận động, tinh thần căng thẳng cũng sẽ dẫn tới khả năng mất ngủ rất cao. Các chuyên gia của tập đoàn thể thao Elite Sport khuyên bạn nên dành ít nhất 15 phút mỗi ngày với ghế massage. Nếu có thể, hãy vận động nhiều hơn cùng máy chạy bộ hoặc xe đạp tập. Mỗi phút bạn dành ra để luyện tập thể lực sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng của cuộc sống đấy.